Anh ơi, Jessica trên nắm đầu nó ra. Mấy đứa ơi. Ủa sao nó xe đi dữ vậy? Trời đất ơi, xe tải đụng tôi. Trời đất ơi, ở đâu ra mà con này thiệt tình à. Tao mệt với mày luôn á. Tao không đi với mày nữa đâu. Ủa? Xài bên rồi. Thiệt tình đó. Hai em ơi, có vô xin việc làm không vậy? Dạ có anh, để lấy vali rồi. Sao em bị niệm vậy anh? Em ơi. Dạ. Sao em đi xéo quá vậy? Dạ giờ nó bị niệm. Cái con này nè. Mà đi đứa bình thường sao mà chạy cái xe gì mà dữ vậy tụi em? Dạ mới qua đây chiếc xe nó lạ, nãy chạy cái bị dốc ổ cà. Cái ngã ba nó cái bẹp ra đây cái. Rồi ngồi đi mà hai em ngồi. Trời ơi quá trời. Em bận quá, em thấy không? Đi đâu ăn bận như con dồn vậy cứ. Dạ, đi ấy. À, dạ. Giới thiệu đi, giới thiệu nhau đi. Lắm. Chị trước đi. Chị. Không mà giới thiệu đừng cười. Giới thiệu cái gì? Dạ, dạ thưa anh. Quê em ở Vĩnh Long. À, con thấy. Dạ Vĩnh Long là nguyên quán của em. Nguyên quán là nguyên đó. Dạ 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 dạ. Nó nói Đồng Nai về xem quê Khai Giang vậy. Không nói nữa. Em ơi công ty anh là công ty uy tín không có Khai Giang vậy nghe chưa? Dạ tại vì đẻ là đẻ Vĩnh Long. À. Rồi cái bông ba đường này nọ, xong rồi lang thang từ quận nhất qua quận 2, đây ra quận 3, la quận 4, quận 5, An Thập quận 6, Tân Chánh quận 7, đây chạy quận 8, Cam quận 9 đến quận 10, mắc cười quận 1 cái nhột Tân Bình, Tân Phú, đang chạy đất bàn núi Đồng Nai. Là khi mà nói cái núi đó em thấy là nơi đó là chôn nhau cắt núi của em. À. Cho nên em quyết định ở lại Đồng Nai. Ok, làm máu đẻ ra đời Vĩnh Long. Đó hiểu. Đi chơi. Chị nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 53 tuổi. Còn em? Dạ, hôm nay em 35 tuổi. Không lẽ hôm qua em 34 tuổi? Nói chuyện bình thường thôi em. Ừ. Hôm nay nữa, bày đặt hôm nay. Rồi chị đâu? Chị vui rồi. Chị, tôi hỏi chị vậy là chị có bên tiền sử thần kinh gì không? Mà sao chị cứ cười hoài vậy chị? Rồi đó có té giếng. À. Cái giếng có hư chưa? Chứ chị té mà giếng nào chịu nổi chị. Dạ. Rồi chị em... độc thân hay làm sao? Dạ em độc thân ạ. À. Còn em? Em độc mồm độc miệng. Em độc cô cầu bại. Cái gì? Không cái gì? À, độc mình độc mã. Độc mình độc mã là gì em? Là ở bển em quanh đây thì một thân mình một cửa. À là một mình một ngựa đó hả? Đúng rồi. Rồi em đây vô con ngựa đâu? Ngựa nè. Ê! Đâu? Con mày kêu chị con ngựa, con chó. Ê để. Chị nặng vậy? Nó chửi em con ngựa thì em phải chửi nó lại con chó chứ. Chị em nghe nó thân lắm mà. Thân lắm. Thân. Thương quá. Dạ. Là đồng hương nhau rồi đi kiếm việc làm chung nhau đúng không? Dạ. Qua đây được tháng rồi. Còn em? Em thì qua đây là dạ 4 tuần, Mày qua mày ở nhà bà sao bà biết hay gì? Dạ em xuất khẩu lao động chung bà. Em là đeo bà luôn vợ. Mà em ơi, 4 tuần cũng làm tháng em bớt làm màu lại chứ em ở của Nguyễn mới nhắc em. Cái chữ Nguyễn quá trời. Là chị qua đây em việc gì vậy? À, dạ đi theo việc đoàn tụ ông bà. Cái đó là gia đình chị. Tại em không hiểu á, ông bà cha mẹ rồi anh em rồi em qua đây hết trơn rồi. Giờ tới nên em đi qua cho nên là em còn Không, cô hiểu là rồi, nhưng mà người ta vẫn gọi là diện đoàn tụ gia đình. Còn đoàn tụ ông bà là trong trường hợp người ta đưa di ảnh gì lên chùa rồi mình thắp nhang hàng ngày, cái đó là đoàn tụ ông bà. Cái đó chưa. Hiểu không, hiểu không, hiểu không? Nói về chị Nắm giùm tôi nha. Ừ, còn em ơi, dạ, hả? Em theo diện gì vậy? Dạ em qua bằng diện thẩm mỹ. Mày điên hả? Qua diện thẩm mỹ sao ba? Dạ không, tại vì bên Việt Nam là sữa mà đang sữa thì đó bị cúp điện là bị hư đó. Mặc cái mền, à là sữa không có cúp điện không làm được cái gì, không làm được gì cả, cho nên bên Mỹ thấy thương quá, cho nên em mời qua đây gọi là hỗ trợ em để làm lại. Vậy là em đi theo diện nhân đạo đó em ơi. Đúng rồi, theo nhân đạo tao qua tao đem tôi sữa lại đó. Đúng mà ở bên đó nó sữa xong rồi nó chích em cái gì không biết nữa mà người em nó cọc cọc ghê lắm, bị gọi là ứ thần, chắc là nó chích lộn hốc không tê giác cho em cái đó. Sao chuyện sao họ là cứ lộn tôi là ê không mà không ý là không không thật đó chắc không rồi. Em qua đây là em định làm gì, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Em là em ở dưới quê em làm nông, qua đây em muốn làm neo. Đâu có liên quan gì cơ, sao làm được của ông muốn làm neo là sao? Dạ cũng trời chữ N đó, tại vì em thích làm đẹp cho người ta đó anh. À dạ. Tôi làm ruộng cũng khổ quá rồi, bây giờ qua đây muốn làm đẹp phải không? Dạ. Rồi cũng được. Em tên là... Em tên gì? Em tên Jennifer. Ở quê làm ruộng mà tên đẹp vậy em? Dạ qua Mỹ nên lấy tên Mỹ. Ở quê tên gì? Sao không nói được. Trở lại tao nghe cái sống đó rồi. Ông cha mẹ mình đặt tên không có tên nào là xấu hết, em tên lên đi. Nói anh nghe, cha mẹ mình đặt tên gì cũng là tên của mình, không có tên nào xấu hết. Nói anh nghe em tên gì nè? Giang Mỹ Tỳ Thúi. Cha mẹ ghét em lắm. Nó thương sao đặt tên Thúi kỳ vậy? Tâm đầu ý hợp để đặt tên đẹp cho em. Đặt tên gì? Nguyễn Thị Thúy. Nhưng mà ra ngoài làm cái cây xanh á, ở dưới quê đâu có học thức đồ đâu. Là bên xã nào, bên xã nào? Mẹ này vô khoa tên gì? Nguyễn Thị rồi. Y dài là Túy. Túy nè. Nhưng mà ghi lộn y ngắn là Thúi. Vậy là do nào con nào? Là do cái chị ở bên này hay là do ba mẹ chị? Dạ ba mẹ một ba học bên. Ổn ghê ha. Dạ. Sai có một chữ y mà đi một cuộc đời. Thương chứ thôi mà nghe tên Thúi nghe khó kêu quá. Dạ. Kêu Jennifer tôi thấy tên nó hay đó, giữ dạ. Đi giữ tên dạ. Nha dạ. Còn em tên gì? Dạ cả nước đều biết tên em là Jessica. Có em là Việt Nam. Tên nó tên đàn bà. Thì cái tên con gái thì cứ là đàn bà ha, tên nó tên con gái. Trời ơi, vậy mà con Nguyễn Mỹ Xeo nó trộn, đặt đi. Cái tên này là nó hùng dũng, nó anh dũng mà nghe nó gái nó dạ lắm. Mỹ Xeo này nè, cũng thì thầm với em. Thằng Ngọc, mày gan dạ lắm, mày lấy cái tên đó đó. Là nó đụng rồi đó, nó là bạn xấu nghỉ chơi nó đi em ơi. Ôi, cái Jessica là tên con gái. Gái hả? Muốn đổi không? Không. Nó vậy. Vinhô đó hả? Dạ nhưng mà không, em thấy Vinhô là cũng không bằng em. Cái này là chỉ là một cái tên, chỉ là một cái tên. Em ở dưới quê em tên gì vậy mà em đổi cái gà vậy? Thì đó cũng gà dưới hai mẹ mới không bằng em. Mà em thấy là cũng gán ghép đó, gán ghép cái dạng mà gán ghép em thấy em hơn của người này. Tất cả mọi thứ từ nhan sắc, tài năng, nội lực, gọi là cái bên trong là tiếng Anh là gì? Strong inside. Strong là mạnh á. Đâu là cái bên trong cái nội lực em có, mà cứ gắn ghép con người này em cảm thấy em bị ức và em cảm thấy khập khiễng. Để nói lại con đúng nó nghe, cũng là em cái tên của em cha mẹ đặt trùng với một người đúng không? Đúng rồi. Mà cái người này em cứ bị đem ra so sánh hoài đúng không? Vâng. Mà em thấy em hơn hẳn cái người này đúng không? Hơn hẳn cái người này, nhìn là biết là thiên đàng địa ngục, em là thiên đàng địa ngục liền. Anh hiểu, nhiều khi mình mà hơn người ta mà mình bị so sánh chắc là mình khó chịu lắm. Đúng. Em trùng tên với ai vậy? Sơn Tùng. Là cũng nói em là Sơn Tùng. Mày gì á mà mày được ví dụ mà so sánh với Sơn Tùng là mày phải mừng em ơi. Em gan quá, cái mặt em là sơn tường hay sơn mài đó em. Trời đất ơi, Sơn Tùng ta đẹp trai ngờ ngờ, em so sánh chung em cũng nói em hơn ta hay quá. Nó mỗi lần người Sơn Tùng nói là tóc đẹp không? Dữ như. Em có bắt chước là môi bự không? Dữ như. Không nói là bà. Em, đỡ em là môi bự không? Bơm nha. Quá trời. Rồi thôi bây giờ vậy mình qua đi, mình có định hướng nghề nghiệp được không? Bây giờ em định làm nail phải không? Dạ. Anh là cái công ty lớn lắm, anh là bên của Chico Corporation. Thì bên công ty anh là hả? Anh nói lại giùm em. Anh là Chico. Gì Chico? Gì anh? Em ơi Chico, em nói cái tên tao không biết gì cái tên bà này luôn á. Tao nói là mới qua là tiếng Anh là nãy em nói cho bị sai là em nghe không rõ. Người ta tên là Chico chứ không phải Chico mà. Nói nước qua thôi, mấy cái đó nó để lâu nó dính lâu lắm à. Cốp nha, cốp. Dạ. Chị cốp. Anh làm bên Chico Corporation. Thì công ty anh là chuyên gia giới thiệu. Em có biết Mimi Morris không? Hồi xưa anh giới thiệu mà lấy tỷ phú đó em. Trời ơi. Tay anh đó. Trời đất ơi, Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên nhờ anh giới thiệu mới vô trung tâm thứ hai đó. Một tay anh hết đó. Thế nên là bây giờ là em biết không, anh sẽ giới thiệu em vô một cái tiệm nail mà trong đó có 6.000 ghế. Em vô em biết không, cái con dũa móng đó, nội một ngày nó dũa móng người ta cho nó chào phải chào lợn mà mất luôn dân tay, không đi làm chứng minh nhân dân người ta. Dữ vậy anh? Dữ vậy? Nó cười nó bươi khóe mà người ta ra nó móc khóe ra, nó cái khóe túi không một ngày chở 7 xe container. Trời ơi! Ở vậy nó ăn không? Ê! Anh nghĩ chị, ở Việt Nam chỉ có món chân gà xả tắc đó, không qua đây là khóe ăn xả tắc được không? Hùng quá em ơi! Nó bị đuổi bây giờ. Ông nói đầu ngay cái chỗ này lớn lắm. Dạ. Em gặp anh là đúng rồi. Dạ. Nhưng mà anh giới thiệu em thì anh phải có uy tín. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có deposit không? Em đưa anh cỡ 10.000 thôi. À có chứ. Để anh gọi là ngoại giao. Tại vì cái đó là cái tiền đặt cọc. Khi nào mà em làm tốt là người ta sẽ hồi lại cho em 60.000 một năm. Đưa liền chứ. Không sao nhanh vậy? 1.000 lấy 60 lấy. Anh cho em hỏi là anh là sinh sống ở đây luôn hả? Ô, anh đây để đây mà. À đẻ ở đây là đâu anh? Anh đẻ ở LA. LA, LA là Los Angeles hay là Long An em? Anh đẻ Long An. Ở Mỹ có Long An không? Không không Long An, anh đẻ bển. Anh đẻ bển cái thở được đúng tháng đầu đầy tháng cái mẹ cậu qua đây. Là cũng đi diện đội ngũ gia đình giống em. Là qua đây là coi như mình sinh đây luôn, coi như là ở đây. Dạ. Trước khi là Jacob là anh có tên gì ở bên Việt Nam sẽ dễ kêu gọi hay không? Anh hả? Dạ. Đúng rồi. Việt Nam tên ai sách? Ba má coi TV ấy thích nghệ sĩ đặt tên anh như vậy đó. Dạ. Anh thấy ai sắc cũng không đẹp bằng anh cho nên qua đây đổi Jacob. Đổi à? Đây là hiểu tiền của hai đứa cho em. Dạ. Đây là cái này gọi là ngoại giao, phí ngoại giao thôi. Dạ. Tới tháng là tới năm người ta chuyển là thêm 60.000 nghe chưa? Dạ. Anh để đây, nhưng mà anh làm gì phải có uy tín. Bây giờ Jennifer em có biết là tiếp khách không? Tiếp khách để mà làm nail rồi đó em có cơ bản được chưa? Dạ em có học chứ, em có học tiếng Anh mà. Có học phải không? Dạ. Đâu bây giờ em thí dụ em nhờ em này làm tiếp coi. À mọi người này làm khách nha. Ừ thử đi. À để khách để tiếp để cho anh coi để anh giúp. Anh coi cái tay nghề tiếp khách của em đó sao? Jennifer em giúp chị nhau. Dạ. Em giúp chị Nam làm khách đi rồi em làm chị vô đây để cho chị làm móng để cho này em coi nhận gì chị. À là hỗ trợ nhau đúng không? Đúng rồi hỗ trợ. Là làm em ra làm khách đi. Okay, hỗ trợ chị làm khách nha. Bây giờ em. Ủa? Ủa cái quần em đâu rồi? Sao bà ngồi bà tuột quần nữa? Ủa, nó không có tự tuột á. Là không, tại vì nghe nó làm khách thì em ăn mặc gì cho gọi là không khách luôn. Là mày chịu tuột đó hả? Dạ tự tuột con điên. Tưởng tôi trong nhà tôi tự nhiên ai tuột quần hết hồn. Dạ dạ không? Tại vì làm khách nào phải thoải mái chứ nó đâu có thở không nổi. Rồi, nó đâu có. Thôi em cười nha. Dạ, thoải mái. Giờ giống cô gái Hà Lan thôi. Giờ mà phát nó bình sữa nó là mình đi lấy sữa con luôn đó. Rồi. Rồi. Đi ra làm khách đi em, bớt cùng lại, đi ra làm khách đi. Bây giờ Jessica nó ra nó làm khách. Rồi em làm cho anh coi để rồi giới thiệu việc làm cho em nha. Vô đi. Làm khách thì vô đi em. Con điên mày vô đi con điên. Anh có vợ mà anh có nói không nhau em. Em không có làm cái tình trinh được. Ê! nè, em không làm cái gì mạnh. Nó nghe nè, tao kêu mày làm khách chứ tao có kêu mày đi làm gái. Thấy chưa? Câm lại là không chưa? Vậy giờ vô đi. Vô đâu? Thì vô cho tao làm. Ủa em làm rồi mà chị. Mày làm gì? Em làm khách nãy giờ nè. Không phải, mày phải vô đây tao mới làm cho mày được. Ủa chị kêu em làm gì? Chị kêu em làm khách, hiểu không? Thì em làm khách, em đâu làm khách, tao nói chuyện với ảnh nè, em có khách nè. Cô Liên ơi, người ta kêu mày làm khách là mày vô, mày giả, mày đóng bờ một người khách cho bả tiếc mày, tao coi cái tài nghệ của người ta. Mày ra, mày đứng đó mày làm khách làm cái gì? Trời ơi, má ơi, má tìm một tóc tôi cố vô má nói chuyện không luôn đó. Em nó tưởng là ra làm khách là em hiểu lầm, em tưởng là tiệm vắng. Xong rồi kêu em ra rồi đó làm khách để nói chuyện cho khách, ta tưởng là đông ta vô tiệm neo ta làm. Ai cũng biết là ra để làm khách rồi bà kêu vô là làm. Đó là ý là đó, anh nói như mẹ mày với tóc khóc mày chứ khóc mồm một cái khùng đó. Rồi người ta nãy giờ người ta nhờ mày vô làm khách để người ta tiếp, tự nhiên mày ra mày đứng mày làm khách mày tiếp ông nội này chứ. Chẳng có vợ rồi. Mày khùng vừa đấy. Là đây là khách cho bà tiếp khách coi cái tay nghề của bạn nè. Ok. Trời ơi đừng liêm. Mày ăn có nhiêu bạn không có tàm có tiền đâu. Thôi mày nói vậy thôi nè, 50 đô này mày ăn giọng gì ăn giọng đi. Em vô mày đọc khách nó mày làm quá rồi. Má ơi cái này 2 đô mới 5 đô bao nhiêu không? Kè vô lô đã đánh nào. 2 đô. Tao lấy rồi mày. 50 đô. Mẹ nó mày đâu. Vậy mày lấy 2 đô đỡ đi. Xạo. Dạ xạo dễ. Em mày chửi ai vậy mày? Chị đẹp chị đẹp giờ. Chị tiên đi đâu không? Có thân nhau không? Em mày say sẻ tao đánh giấc mày em rồi. Vậy mình tỉnh lận. Rồi, vô đi, con ngựa. Vô. Con ngựa cho cái con ngựa anh. Anh ở đây em kiện anh nha, anh đừng có nói bậy nói bạ nha. Rồi vô đi con gái Hà Lan. Mày tên nói luôn đi nội. Làm lại đi. Không, mặt với cái mâm xong tôi làm tao biết rồi. Giao lưu đi. Đại luôn là cái gì? Thôi anh ơi, bây giờ trời gì vậy chưa? Một lần. Tôi cho mày hỏi tao. Mày hỏi tao. Hỏi đấy. Trời ơi trời, hai đứa kiếm khách đi, hai con điên. Tao hỏi tao không có thời gian, cười quá. Nhớ rồi. Chị khách trời ơi lúc điên không rồi anh ơi. Chị em xin lỗi chị. Chị em xin lỗi chị tập trung cho em hỏi là khách nước nào để em biết em nói tiếng Anh, Trung Hoa, Pháp, Nhật Bản, Pakistan. Không có quy định nước nào hết trơn á. Bây giờ mày là Nam mày làm khách Nam cũng được. Nam bây giờ coi như đây Mỹ mày làm khách Mỹ gì ta. Nam Mỹ vô ngày khách Nam Mỹ. Mày đi qua khách Nam Mỹ, đi qua khách Nam Mỹ. Ok. Khách dễ tính là khó tính. Không làm được anh ơi. Anh không làm được. Không em hỏi rồi. Ê, sao mày đóng cái quần chúng mà mày nhiều tâm lý vậy mày? Mày chỉ cần lô mày làm một người khách bình thường một mày chết hả? Khách bình thường. Cái mày hỏi hoài vậy? Dạ cái đó là mày chữ đó là bình thường nha. Ok. Rồi. Tức thiệt đó. Mày ra vô luôn. Thấy chưa? Bạn bè thân đó. Thân ơi là thân luôn. Mà nhờ có chút xíu thôi, phải đưa tiền. Hiểu. Rồi bây giờ đứng 7 tiếng đồng hồ đó. Ủa? Sao mẹ không đi ra? Con ra rồi con vô nè má. Má lo má tâm sự ở đây, con ra rồi con vô rồi. Mày cũng điên rồi mẹ, người ta đang tâm sự. Mày ra mày vô ai biết được là mày tiếp mày. Mày phải ra đi, mày đợi tao nói dứt rồi mày hãy vô chứ tự. Để mày đang đứng mày phải vô chứ. Rồi em ra rõ ràng, em ra để em vô, mày nó tập trung bên kia mày không thấy mà bây giờ thử em. Em ra em vô rõ ràng. Tiền nó ăn thêm đi. Nam mày ăn dầm. Chị, em nói thể trường học á, chị ba chào nha. Em mấy chị nói bổ vào em nha. Trời ơi, ngon lành gì mẹ ơi. Ngon lành gì đó à. Rồi vô đi khách. Vô đi. Ok, được chưa? Ok, khách Nam Mỹ, 35 tuổi. Đi vô làm neo, ok. Hello. What's your name? My name is Jenny. Where are you from? Vietnam đi. Hello Mandy, hello Peter. Mẹ mày nói mày hiểu luôn đi. Mandy, Peter rồi là cái gì? Tao là người làm sao hỏi mày chứ mày hỏi không à? Mẹ diễn gì được diễn. Em diễn được anh ơi. Quê mày rồi. Biết tụi gặp rồi nó chết mẹ luôn. Còn phao mình đánh lại phao đấy. Đây hả? Trời tụi này ở bà này bắt mát quê vậy đó. Đây muốn luôn nè. Trời ơi. Anh ơi, em lại chị thêm câu hỏi chị, tại chị em cho chị cho em câu hỏi. Nè, cái mũi mày mũi sữa đó. Chắc mũi chị mũi thiệt á. Em mũi chị cao hơn mũi tôi chắc 4 lần. Ê, đâu có ai cao mày. Đây. Anh ơi bây giờ sao anh? Mà để con chuyện nói tới chuyện chị nào. Chị cho em gỡ nó buốt chị để thôi, chị ra chị đi về chân. Sao bây giờ như sao? Ôi, bây giờ nè nè. Tao khỏi đi anh coi mà giới thiệu cái tay nghiệm được cái thang này nó hợp sách gì tao quá mà. Dạ. Để ăn 2 đô thì làm cho trọn vẹn đi mà ăn tiền người ta rồi lắm mà. Hỏi lớn nổi xuống mày đóng quần chung mà đủ thứ tâm lý này. Em ngồi đi em. Dạ. Ví dụ em coi anh là khách thì em tí với anh đi nè. Dạ. Em coi cái trình độ em sao nó đơn giản lời nè. Dạ. Thử đi. Hello. Yeah. How are you tonight? Mỗi sáng vô mà tonight cái gì? Good morning. Morning, okay. Are you working today? Yeah. We work. We work. Okay. Finish work. You come here, hả? Okay. You want manicure and barbecue? Ba con kêu là bên thịt nướng em. Nhìn không? You want manicure and pedicure? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. You want paraply? Thiệt là cái gì bà? Đắp sắt đèn cày á. Trời ơi, paraply. Chết. No, Miss her. Very good. You want shorter? You want shorter? Là gì má? Là cắt móng ngắn không? Trời mẹ ơi, tôi nghe cái thuật ngữ cắt shorter là ngắn hơn nữa không ạ? You want shorter? Okay. No, thank you. Không được, hay rồi. Anh thấy em là được đó, em là triển vọng đó, anh sẽ giới thiệu vô trong tiệm nail. Dạ. Em là quá triển vọng luôn, duyên dáng. Dạ. Chắc chắn em sẽ kiếm trên dưới 200.000 đô một năm. Trời ơi. Em tin anh đi, cái này là cái tiền deposit em kiếm không được, anh làm con em thì anh quỳ xuống cho em cười. Dạ. Nha, uy tín gì? Dạ tới phiên em. Dạ. Em có định hướng nghề nghiệp gì cho em chưa? Tối đi đó em chưa hề định đoạt được. Em đi một lối đi riêng với phương pháp kiệm đi. Dạ không, có nghĩa là khi mà qua đây em xuất khẩu lao động với chị. Nhưng mà thật sự qua đây em làm nail thì ở bệnh thì em có tính ăn cắp giặt. Mỗi lần mà nhổ nail thì em đều rút nhẫn của khách. Trời ơi, bị vô đích bắt mấy lần. Nên em thấy là cảm thấy là tổ nghề nail không chọn em. Nên em quyết định là làm cái gì đó nó riêng biệt của em. Em sửa chưa? Dạ sửa rồi, em không còn cách nữa. Xấu tính gì nha cưng. Dạ. Hồi nha, tao có nhận được lúc tao nha. Dạ, em muốn làm cái đó bằng cái tài năng của mình. Em tài năng lắm anh. Em làm cái gì? Dạ, em muốn lửa lắp dòng xiết khỉ, nhai lửa lam, nuốt bóng đèn. Em nuốt cái bàn, nuốt cái lo, em nuốt khán giả, em nuốt quay phim. Em nuốt hết, em nuốt cái đàn. Em nuốt bà chị em nuốt khán phòng, em nuốt bóng đèn. Ê, thế này nè, chị mép gì mày thùng rác rồi. Cái gì cũng lột trong mày được đó vậy. Ý là em tài năng á. Rồi em đi cái hố vậy em. Cho em thể hiện đi anh. Có nghĩa là bây giờ em đa tài đúng không? Cái gì cũng được đúng không? Cái gì cũng được. Nếu như em làm đa tài là của em chuyển em qua làm nghệ sĩ tạp kỹ đi. Được không anh? Em làm siết ảo thuật đầu đi. Nếu như mà khán giả bên Mỹ người ta thích những cái trò lạ lắm. Dạ. Em làm được anh giới thiệu cho bọn show Michael. Tổ chức show này hôm nay bán vé tại Performing Arts Center 2.800 vé. Rồi. Được chưa? Được anh. Bây giờ làm ảo thuật của anh coi được không? Biết ảo thuật không? Dạ biết chứ anh. Đã thử anh qua một màn coi. Em có chuyện giọng anh cho em lên liền. Nhưng mà anh ơi, thật sự là khán giả đây em thấy nhiều bạn trẻ quá, nhiều khi bị yếu tim hay đó là coi tiết mục của em là xỉu tại đây. Cái gì có sợ tiết mục yếu tim không ạ? Có như cỡ nào coi được không ạ? Mời em. Là khán giả đây là tinh thần thép ruột bê tông em. Dạ. Là anh bảo đảm cho vấn đề này nha. Ai cũng vững dạ lắm em yên tâm. Chứ nhiều khi mà em diễn bên kia là ta nói em diễn xong là nửa đạp xỉu. Không có đâu, tâm lý khán giả sẽ được tâm lý chắc như cột nhà. Ok anh. Vậy anh là bên phía anh giới thiệu em nộn mèo ra. Ok. Ladies and gentlemen, ngày hôm nay chúng tôi mời về đây một nhà ảo thuật đại tài của quý vị, một trong các tên độc diện cho một nhà ảo thuật gia đến từ Vĩnh Long và ghét ngang Đồng Nai, thưa quý vị, Jessica. Không có nhạc em bị trì. Phải nhạc. Phải có nhạc anh em hỗ trợ cho em. Giờ dạ bà phải nhạc nữa. Rồi tao làm nhạc luôn cho mày nè. Chú vị, thưa quý vị, ảo thuật gia Jessica. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Mẹ tao làm nhạc bóng giáo hả mày? Mẹ tao coi tao tôn giáo mày hả mày? Mày điên hả? Mẹ tao làm nhạc nhiều cái mày luôn, mày nhảy bài mày. Mày ảo thuật hay mày vũ độ? Tao mới hết không biết, phổi tao còn viêm đây nè. Cái anh là em làm đợt. Say mà. Thanh 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 thanh. Hey 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 hey. Mày đi làm giận đồng đường rồi, các bạn đừng làm ảo thuật, con điên. Làm đấy, mẹ tao đã nói tao viêm phổi mà. Thẹn, 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 thẹn. Nghĩ mẹ nó đi. Cái này cháu tao nhà làm cũng được nữa đó. Tự nhiên cái phăng qua đây cái gì kìa. Vậy mà ổng thuộc gì em trời đã ơi, mình bán vé mà để tiền ta mà làm nó mới giỡn chơi được đó. Nó khai vị không? Khai vị. Cho em một cơ hội cuối. Rẻ ngon kìa. Ngon. Đứa ngon nha. Xỉu chớp. Xê. Chưa chuẩn bị đờn đầu nhanh quá. Anh đờn anh bị nhanh quá. Em làm không đợi anh. Anh tham diễn quá. Anh ham. Anh buồn chung mà. Lấy đậu ủ đi. Chị có đậu ủ cho em. Có đậu. Dạ. Em trối tay mà. Trối tay mà. À, biết không? Nhưng thường những tiết mục trối tay này là một lần là mở ra là từ mở khóa. Đúng rồi. Làm một cái gì đó bất ngờ đúng không? Đúng đúng. Hay quá. Rồi sắp đâu rồi, sắp đâu rồi. Anh đờn em tới mai đó, anh vô phụ em đi. Dạ đã còn cái gì? Đúng rồi. À đúng rồi, phải mở ra. Đúng rồi, mở ra. Bên trong sẽ có điều đặc biệt. Đúng rồi. Anh mở mà anh mở cũng không ăn. Anh lo anh mở anh đầu tao đó em cái cùng tay mày bự như cái đầu gối kéo không ra đó vậy đó. Làm lại anh đâu anh kéo ảo thuật mà khó ra đấy. Giật cái rất là khớp luôn. Một điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Trời đất ơi, kiệt mẹ bà. Ông kia tao chuyên nghiệp, mẹ em ơi, tự nhiên tới đâu nó bóc ra cái lồi là con chim gì mà nó đơn giản chứ em. Làm điên làm khùng trai trả tiền mình coi. Một cơ hội. Một cơ hội cuối nữa mà em đặt không được là thôi em đi về nha. Ừ. Anh mệt mỏi quá, em đã lớn tuổi, em nói anh coi nhiều quá. Một cơ hội đó em diễn mình diễn không được, phải cần sự hỗ trợ của chị em. Chị giúp em, chị hỗ trợ cho em hả? Xin Phương giúp em nhé. Chị có tiền không? Trả lại 2 đô đi chứ. Quả báo nhãn tiền ở đời mà em. Dạ. Đâu có gì không được. Chị em dòng nha, làm gì giúp em. Là trợ diện đúng không? Là trợ diện. Ok. Tiết mục em định làm tiết mục gì? Tiết mục của em là tiết mục chặt thay. Mẹ mày chặt tao biết mà. Mẹ tao lên chặt tao à. Em có 2 đô mà đòi chặt tao. Chặt em của tao mà. Giỡn. Em công nghiệp bả, em chặt bả chặt cái chừng nào? Trời ơi, dạ. Chắc lục dao đó. Dạ chị. Giỡn thôi. Có tiết mục nào mà hấp dẫn mà không phải chặt không? Dạ có. Mời em. Dạ. Em nói tiếng Việt, anh nói tiếng Anh giùm em tại không được. Ok. Thưa quý vị, ladies and gentlemen, nếu như ta từng coi tiết mục Người Bay tao không thích dịch. Mày má tao. Mày biểu gì vậy? Tao làm tao chỉ con rối à. Ổn rồi em, anh giỏi tiếng Anh. If ladies and gentlemen này hả? Tôi thấy là tờ fly biết rồi. Nghe nhiều tầng nghe. Tiếp. Thì bây giờ tại sân khấu này, now here, right here, from here sẽ là tiết mục will be người people. Người mày người gì mày phải nói ra, mày nói không tao dịch tới people đâu. Người heo. Không, dạ, tao không có làm đâu. Vậy mày đừng có mưa. Sao lại làm gì heo? Tao nói thiệt, tao không có làm. Làm chán tuôn đi. Làm đi. Chị thương em. Em hết tiền rồi, giúp đỡ em. Và bây giờ sẽ làm tiếp mục bài nghe không? Bài. Không, bài bình thường quá. Là sao? Em phải làm xác ướp. Xác ướp bài. Đúng. Làm bài đóng vai xác ướp. Đúng. Em sẽ thôi miên xác ướp. Cố gắng lên nha. Tính chạy trong cổ mộ hàng ngàn năm. Mày mà không hay nữa tao quánh bữa nay. Dạ. Bỏ em. Thì bây giờ tiết mục thôi miên xác ướp sẽ phép được bắt đầu. Em thì thấy nhóc con heo cúng của mày ơi. Sắc ướp nào mà thấy ngớp vậy? Bà nằm thẳng đó thôi, bà leo bà đưa cái đó ra. Bà nằm thẳng thay bà ra thôi. Mày khuyên bà lên cho lẹ đi. Trời ơi mẹ sắc ướp với con heo quay vậy. Trời đất ơi, ăn tiền làm nhiệm tình đó ra chị ơi. Trời đất ơi, từ bên này tao ngó qua bên kia 2 đứa chưa hốt cúng tao muốn chết luôn vậy. Đi Đà Lạt này rồi thâm nè. Sợ hả chị? Tiếp mục bắt đầu. Cái kiếp mày là kiếp vụ đường. Mẹ mày nói mày là áo thuộc da, mày không có vũ công. Cái âm nhạc lên mày múa hoài giấy. Một lần tôi là giặt đồ bà ơi. Mày diễn giùm tao lại mày luôn đó. Dừng. Trời ơi. Quá tao không biết tối nay mấy giờ tao về nhà được luôn. Tao nói thiệt á. Trời ơi con chưa chịu. Thì cũng sao, ráng cũng sao, không có gì đâu, không sao. Em mình chuyển nhiều lắm rồi, không ai đi đâu. Chúng ta em. Có gì thì nuôi con nha. Ráng thì chị lấy tiền nó rồi làm cho kỹ đi chị ơi. Sáng trước thôi miên xin phép được bắt đầu. Con này nó ước mơ được làm vũ công thì nó bảo đảm luôn. Con điên này thiệt. Trời đất ơi, đi tao bó tao cũng đuôi luôn mày ơi. Trời ơi, má ơi, cái nẻ bà vào vậy tôi muốn chết luôn á. Trời ơi, thiệt á, đi học là học môn thi rớt liền á thiệt á. Trời ơi, không có. Sao nó kẹt dữ vậy em? Ông nội. Đi kẹt nè. Kỹ mẹ đi. Em đây đây. Con mẹ đi chứ. Như cái máy biểu đi làm con. Em lại làm mất thời gian của tôi. Trời đất ơi, ảo thuật thì người ta phải biến ra cái gì để tự nhiên nó nằm trong cái hiệu của mẹ là cái gì cái đường nó lên. Nó là ảo thuật, lấy tiền người ta ai mà chịu. Tức dễ sợ luôn. Thôi giờ vậy nè. Tôi nghĩ là bây giờ thôi em không đừng làm neo nữa. Em cũng đừng làm ảo thuật gia vậy để mất thời gian. Tôi thấy là hai em có một cái biệt tài mà em không để ý được. Từ nãy giờ tôi thấy em diễn xuất rất là giỏi. Tại sao em không làm một diễn viên điện ảnh? Ủa, được em không? Mơ về điều đó mơ sẽ đưa các em lên thẳng đại lộ Hollywood. Dạ. Để tên tụi em trên đại lộ danh vọng. Từ đó giờ hai chị em bán ở đại lộ Đông Tây thôi. Nó xe tải đi ngang không à? Đúng. Còn bây giờ đại lộ danh vọng là tourist đi ngang. À. Tên em biết không, ngôi sao á, tài tử thì để tên trên ngôi sao. Anh scan cái mặt về mà để trên cái ngôi sao đó. À, về cái mặt nó phải nằm cái này đường lên lòng đường. Hàng ngày mọi người sẽ đạp lên mặt em. Ôi, anh lên. Lên lắm, lên lắm. Mọi người sẽ đạp lên cái mặt em, nhưng không sao. Đó là tên của mình sẽ nằm để lưu truyền muôn đời. Anh sẽ gài một con chip ở dưới. Mỗi lần để cái đèn dưới mọi người sẽ đạp cái lúa đầu em lên, đạp cái lúa đầu em lên. Em hiểu không? Hay lắm, tụi sẽ được tạc tượng giữa mà quảng trường Times Square. Dạ. Bây giờ tôi đóng cho anh coi thử một trích đoạn. Nếu như thấy tuyệt có tài năng thật sự, anh đưa tụi em lên Hollywood liền. Dạ. Dạ. Có coi phim Mai chưa? Có. Cái đoạn cuối cùng con Mai gặp lại thằng Sâu sau nhiều năm xa cách. Thằng Sâu bây giờ đã có gia đình. Dạ. Đóng cho anh coi đoạn đó, đưa cái đi lên Hollywood liền, được không quý vị? Cố lên tụi em. Tương lai nằm trong tay tụi em, đây là cơ hội cuối cùng cho anh hết hơi rồi đó em. Dạ rồi, dạ rồi, em cũng vậy. Cái nào anh nói diễn thì em diễn nha. Được. Ok. Cố lên. Okay. Cố lên em trai. Cơ hội cuối của em. Đáng nghe em nha. Ok chị. Jessica. Ok chị. Ừ. Chuẩn bị. Khoan anh. Cho em hỏi đại đóng vai ma gì? Trời ơi. Không, em ngồi đi em nuôi tâm linh. Mày nghĩ sao? Chị là con cái giống vai ma chứ bây giờ em dành đóng vai ma nữa hả? Vậy em cho chị cơ hội nha, chị đóng con đồ em đóng Mai nha. Đúng. Chị liệu hồn đó, em đóng Mai, coi như là em tưởng tượng là sau nhiều năm Mai nó hơi lên ký chút xíu. Sao đâu. Chuẩn bị. Đoạn khúc cuối bộ phim Mai. Action. Con Mai đoạn này bị tật hả em? Anh nhớ trong phim Bà Đào tai biến chứ con Mai đâu bị tai biến, xem đi kìa vậy. Tại em thấy đi lại từ từ để mới gặp sau á. Không em ơi, cái này là bị bón mà tao mới đi giếng vậy. Chứ ai mà đi con Mai mà đi với Phương Thi vậy em. Dạ vậy vậy em. Dạ. Bình thường thôi bé ơi. Dạ. Dạ cái thay không đẹp rồi mà em còn đi vậy kỳ lắm nha. Đoạn kết Mai. Action. Nó còn ma anh ơi, nó còn ma anh ơi, nó không phải con mai, nó thấy ghê lắm anh ơi, chồng có đi anh ơi. Cái gì đó? Trời ơi, chuyện ghê quá, chuyện tiết tấu lên, cái giọng, cái nét diễn với ông kỳ quá. Không mà nó nói đúng đó, là cái cách chị lướt qua nó ghê quá. Ghê quá. Ủa vậy hả? Hồi nãy y như bị nhập vậy đó, thiệt á. Xin khí lên, xin khí giùm em vậy. Bây giờ tôi đề nghị chị vậy là chị đi một cách bình thường không? Dạ. Rồi em phát hiện chị sớm hơn, dùm dự định dùm anh đi. Dạ được rồi. Phát hiện mai sớm hơn kêu gì. Ok. Đó đúng rồi, đứng kế bên nhau vậy phát hiện cho dễ nè. Action. Sâu. Sao mày không nói? Nó dữ lên đây con mai, nó dữ em. Trời tao chỉ không dữ nào. Nhẹ lại mai cái mặt tìm nở lên tình cảm. 2, 3, action. Sâu. Mai. Anh khỏe không? Nhìn thẳng mắt anh nè. Anh khỏe. Em không khỏe không? Nãy mày hỏi rồi. Nãy câu này mày hỏi rồi. Mày hỏi câu khác đi. Ngắt tao nào luôn. Mẹ bà thiệt. Rồi tụi em có cơ hội cố diễn chuyên nghiệp lên chứ. Sao? Mai. Anh khỏe không? Anh khỏe. Em khỏe không? Anh xin lỗi. Anh đã có gia đình rồi. Cái gì? Thì nó thúi anh ơi. Thôi, cái miệng như cái cống anh ơi. Nó đây ơi, cái miệng nó thúi gian đồng. Trời ơi, em ơi. Mình diễn với bạn nữ mà sao mình nói gì nhạy cảm quá em. Tưởng Hà đi, chị Tưởng Hà coi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ vậy đó. Trời ơi. Sao mà nó dày quá vậy chị? Ui nó dày quá. Trời ơi. Thôi mặt mặt ráng nhìn đi em. Chuyên nghiệp đi rồi mình đưa ảnh lưỡi nữa. Chuyên nghiệp đi, chuyên nghiệp đi. Anh khỏe không? Từ đầu đi. Mai. Sao? Anh khỏe không? Anh khỏe. Em khỏe không? Ôi gì cọc cằn quá. Em khỏe. Anh xin lỗi. Anh đã có gia đình rồi. Đến lại quay ok. Em gọt anh ơi. Nghe nè. Mai sâu mà dữ nhau quá. Diễn anh mộng quá. Cô mà. Thằng hợp quá, nhẹ nhàng lại. Bây giờ nè, lần cuối để con tài xế, anh đóng xe tài xế anh ra. Tới cái đoạn sẽ đi 2 tỷ giờ. Cho tài xế ra đi. Tài xế ra. Quá trời, chuẩn bị. Hôm nay. Action. Mai. Sao? Em khỏe không? Em khỏe. Anh khỏe. Vô đi, tài xế vô đi. Anh xin lỗi, anh đã có... Tài xế đi xe tăng hả? Xe cũ kệ đi, thông cảm tao xíu. Cảnh. Giới thiệu với anh, đây là người yêu của em. Anh ra xe trước đi. Anh sắp giỏi với vali, em ra xe trước đi. Em nói chuyện với bạn em rồi em ra liền nha. Okay. Đi đi, anh đi đi. Have fun. Ủa sao có cái tuổi nó như thế? Em nên đuổi thằng tài xế này. Mai. Sao? Mày nói nhanh. Cảm ơn em. Cảm ơn về chuyện gì? Câu đó của má đó. Má ơi, câu đó của má mà đừng có lý con cái đó. Quên. Mất não hả? Cắt. Sau đi. Sau. Mai. Cảm ơn đi chị. Mày cảm ơn tao đó. Anh đạo diễn. Ai cảm ơn? Chị đó. Chị tôi chứ anh dữ vậy. Ban đầu cũng không dạy mai chứ không chịu. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì chuyện gì? Vì đã không đợi em. Mình là một Anh yêu em. Em yêu anh. Anh ơi, anh chê cướp rồi. Anh chê cướp rồi. Anh ra đi anh. Anh cướp rồi. Anh cướp. Anh ra đây. Anh cướp. Anh cướp đâu rồi? Anh cướp rồi. Anh đang đi ra. Để đâu ngoài. Anh đã chị điện cho anh cướp đấy. Còn cái giỏ chị đâu ta? Ôi cái giỏ với vali là chị đưa cho anh để anh ra đem ra xe rồi. Cướp luôn rồi. Em gọi anh coi, em gọi anh đi. Đi chị ơi. Anh cướp nhắn tin mình nè. Đâu? Jessica và Jennifer thân mến, anh chị cướp đi. Anh bình thường gì? Phật dạy gặp nhau là cái duyên. Anh với tụi em gặp nhau chắc là cái nghiệp. Trên đường đời ưu nghèo xa xôi, có những điều tụi em không nên tin người quá dội. Cảm ơn 20.000 đô của tụi em. Anh sẽ xài một cách thật gọn gàng và chu đáo để không phụ lòng tụi em đã kiếm ra nó. Cố gắng sống tốt trên đất Mỹ tụi em nhé. Kinh tế đang khó khăn. Chúc Jessica với Jennifer sớm tìm được việc làm. Chưa cướp sẽ đi mãi đây. Hẹn không gặp lại. Thân ái chào tạm biệt. Không tao bình tĩnh chị nuốt nước mắt vô. Em nghĩ là kịch bản thôi, anh đang thử mình chị. Đúng rồi. Em thử thôi, coi mình phản ứng như thế nào, cảm xúc ra sao. Đúng rồi. Thì em lại không phải giỡn với tụi em. The number you have now is not available at the moment. Please đừng bao giờ gọi lại nữa. Không tin, điện lại. Ủa? Tụt. Chị Jennifer, Jessica, hai chị em mình